Cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Ông Ba kính chào quý bà con nhé. Hôm nay cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Ông Ba làm cái video nói về cái bộ thuốc kích thích rau hoa cho tiêu trong thời điểm này ở Tây Nguyên này. Đó là tiêu chuẩn bị bước vào giai đoạn rau hoa thì sử dụng cái sản phẩm nào nó hiệu quả và nó phù hợp cho trên cây tiêu thì đây cũng là vấn đề bà con nên cân nhắc. Thì qua bao nhiêu năm cửa hàng kinh doanh thì cửa hàng thấy bà con phản hồi rất là tốt cái sản phẩm kích thích rau hoa tiêu. Đấy, đây là có 3 loại, vừa kích thích rau hoa tiêu, kích thích mầm hoa và kéo dài chuỗi. Cái video trước thì nói về cái bộ kích hoa tiêu thì cái video trước thì bộ sản phẩm đó thì giá thành nó rẻ hơn một chút là 180.000 phí. Còn hôm nay làm cái video này thì nó cao hơn một chút là 210.000 một phi 200 lít. Đấy. Thì gồm những gì? Đây. Đây là sản phẩm của Boli nhá. Tên nó là DB98 phục hồi vườn tiêu. Đó, ra hoa mạnh, chùm tiêu dài. Đó, hàng nguyên liệu của Anh nhá. Đó, giúp tiêu ra hoa nhiều. Đó. Rễ hoa dài. Đó. À, một chai này là pha cho 400 lít nước là 2 phi đó, cộng với kích phạt tố của công ty Agro Quang Nông. Một gói này là cho 1 phi 200 lít. Đấy. Cộng với thằng ProGip của công ty Sumitomo nhé. Hàng thương hiệu hết này. Đó, thì một gói này bà con cho 200 lít nước. Thì bộ 3 sản phẩm xịt cho tiêu trong cái giai đoạn chuẩn bị ra hoa này á, là 210.000 một phi. Đó, kích thích ra hoa cực mạnh thì bà con nên phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần, đảm bảo cho bà con là hiệu quả. Đó. Hiện tại sản phẩm đang có bán tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Ông Ba. Bà con ai có nhu cầu á thì liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, đảm bảo chất lượng hàng, cam kết hiệu quả. Hôm nay cửa hàng làm cái video chỉ nói về cái bộ sản phẩm kích hoa cho tiêu đang được ưa chuộng hiện nay và cửa hàng đã kinh doanh bao nhiêu năm nay rồi. Nếu một số khách hàng xanh thì nhìn sản phẩm là biết hàng thương hiệu rồi. Đấy. Thì một phí của nó là 210.000. Đấy. Bà con có thể liên hệ mua hàng qua số điện thoại trên màn hình. Thôi kính chào quý bà con nhé. Hẹn quý bà con trong video tiếp theo. Đấy.